Chúng ta tiến hành thí nghiệm giao thoa ánh sáng với Khai Yang. Sử dụng nguồn laser có ánh sáng màu đỏ, nguồn laser có ánh sáng màu cam và màu xanh. Chúng ta đồng thời cho giao thoa. Trên màn chúng ta thu được 3 hệ phân giao thoa ứng với 3 màu khác nhau. Chúng ta nhìn thấy ở giữa là phân sáng trung tâm sáng nhất. 3 màu này, phân trung tâm của mỗi màu nó có một cái độ rộng khác nhau. Màu đỏ rộng nhất, xong màu cam rồi đến màu xanh. Và xen giữa các vân sáng nó là các cái vân tối. Như vậy các vân sáng xen kẽ với vân tối một cách liên tục và đều đặn. Và đây gọi là hiện tượng giao thoa ánh sáng.